Xin chào mọi người, mở màn cho video ngày hôm nay không phải chuyên mục phát ơ cao như thường lệ mà thay vào đó là một cú blog không có nói nhiều. Đã bảo là mình rất lười giải thích lên là tin tưởng thì đưa, không thì thôi đừng có nhắn. Các bạn là người chủ động liên hệ chứ mình có ép mọi người đâu mà cứ nhắn một lúc không vừa ý là bảo tôi lừa đảo. Cùng với đó là dạo này số lượng mình hỗ trợ khá là đông lên, chắc chắn mình sẽ bỏ lỡ tin nhắn của nhiều bạn. Vì vậy mong các bạn thông cảm cho mình nhé. Hiện tại mình vẫn hỗ trợ sửa AI cao và con hàng đã được sửa hoàn thiện, hôm nay sẽ lên sóng ngay lúc này đây. Đập vào mắt tôi khi đăng nhập vào Blogfruit là một con hàng mà không thể chê vào đâu được. Level 1218, chưa có tộc V3 và là một nick G cùng với một khuôn mặt khá dữ dằn. Nhìn con ợp này chán không muốn sửa luôn. Tuy nhiên thì đã nhận hàng rồi thì tôi sẽ làm. Cái này khác gì tôi cày lại từ đầu cho các bạn đâu chứ. Được rồi thì đầu tiên tôi sẽ check xem phứa này hôm nay có bán được trái ác quỷ nào ngon ngon không nào. Vẫn như thường lệ, hai trái đầu tiên luôn luôn mở bán là chop và rocket. Kéo xuống dưới thì không làm tôi thất vọng khi mà cũng chả có bán trái nào ngon lành cả. Kho đồ thì cũng khá là khiêm tốn. Được rồi, hãy để tôi thử nhân phẩm ngày hôm nay của mình với cái chức năng gacha fruit. Tôi nhận được một trái bóng tối, để PVP thì cũng khá là tốt đó. Tuy nhiên thì hiện tại tôi chưa cần sử dụng tới nó, tạm thời nhét vào túi đồ vậy. Ăn ngoẻ nó luôn bởi vì túi đồ đầy rồi. Kiểm tra các skill có thể mua được tại C1 thì tôi thấy con ức này vẫn có ao ra, tưởng không có nữa thì chết tôi luôn. Việc quan trọng nhất vẫn là áp tộc V2 và V3, chính vì thế lên giờ tôi sẽ ngay lập tức lên đường tiến hành nâng cấp tộc cho em nó trước. Đây là ưu tiên hàng đầu để một ơ cao từ phế phẩm trở thành siêu phẩm. Với một ơ cao full V4 một tộc thì cũng đã bán được khoảng 100.000 rồi. Có một điều tôi dám chắc chắn đó chính là ơ cao này là bị reset chứ không phải là nó phế phẩm từ đầu. Nhìn vào những vật dụng chỉ có thể lấy được C3 trong túi đồ này là quá đủ để hiểu rồi. Sau một hồi thấy di chuyển chậm chạp quá thì tôi lấy luôn trái ánh sáng ra ăn để có thể dễ dàng hơn trong công cuộc sửa ức lần này. Qua đoạn hội thoại này thì có thể biết rằng hiện tại đã sở hữu V2, việc cần làm của tôi bây giờ là up lên V3, số belly hiện tại còn khá là nhiều vì thế lên tôi không cần phải đi farm thêm. Sau đó thì tôi đã đến đút nót cho khứa này một chai chấn động để nó cho tôi vào gặp ngày đô phở Lamingo, trông cái nước mũi cứ chảy ra nhìn ghê thật sự. Sai lầm chỉ mạng của tôi khi cứ nghĩ tên này yếu. Tuy nhiên thì nó rất là khỏe. Tôi bị nó bón hành không biết bao nhiêu mạng. Sau mỗi lần hy sinh và quay trở lại thì nó lại hồi đầy cây máu. Con boss OP thật sự. Sau bao vất vả thì tôi cũng đã hạ ngục được hắn. Đó cũng chính là điều kiện mà tôi phải thực hiện để có thể khởi động được nhiệm tộc V3. Đầu tiên là thằng người lò xo. Tên này thì khá là yếu. Sau đó là đô đốc Fujita. Đến thằng cuối cùng thì tôi phải mất một lúc để tìm ra nó bởi vì nó trốn ở trong một bông hoa hướng dương khổng lồ. Đây cũng chính là con boss cuối cùng tôi cần hạ gục để đạt điều kiện nâng tộc V3. Sau khi hạ gục nó thì tôi quay lại nói chuyện với con NPC ơ giao. NPC này yêu cầu tôi phải trả thêm 2 triệu belly để có thể nâng cấp. Thật may mắn vì số belly trong người hiện giờ của tôi vẫn đủ. Sau một hồi cắm vào đâu thì các bạn cũng biết rồi đó, tôi đã lên được level 2460. Từ cái bụng hóp lúc đầu video đến giờ là cái bụng nó to lên như này rồi. Đủ hiểu là tôi đút cho ơ cao cả đống kinh nghiệm vào mồm. Ai thắc mắc thì có thể tua lại video để xem cái bụng lúc đó và cái bụng bây giờ nó khác nhau như nào nhé. Cùng với đó thì tôi đã lấy đủ hầu hết các loại melee và chỉ còn thiếu God Human. Từ trái ánh sáng thì tôi đã đổi sang Portal để có thể thuận tiện hơn trong việc di chuyển khi mà các hoàn đảo ở C3 này cách nhau khá là xa. Và tôi cũng chuyển sang tộc thiên thần bởi không thích Human cho lắm. Giờ thì sẽ đi lấy thanh kiếm Yama, một trong hai thanh kiếm của Odin. Để có thể lấy nó thì cần phải đánh bại 30 Elite, sau đó đến bên trong thác nước và rút thanh kiếm này từ dưới đất lên. Trong lúc đó thì có khá nhiều bọn tiêu yêu vây đánh, tuy nhiên thì bọn chúng quá yếu nên tôi đã dễ dàng tiêu diệt. Vậy là tôi đã sở hữu cả hai thanh Yama và Susita. Tiếp theo sẽ là thanh Crusader Katana, hay còn được gọi với cái tên Việt hóa là song đao nguyền rủa, một món vũ khí phẩm mythical cực kỳ khỏe. Bên cạnh đó thì tôi cũng học luôn cho mình món melee gần như cuối cùng là God Human.
chỉ còn thiếu sang Guinea nữa là tôi đã sở hữu toàn bộ Mele rồi. Tuy nhiên thì do món đó phải đi săn Leviathan, mà tôi thì khá là lười lên tạm thời bỏ qua nó đi. Làm xong đống nhiệm vụ lấy cây đàn thì tôi mới nhận ra là mình thiếu nguyên thạch bóng tối để sở hữu nó. Cái này thì chỉ có thể kiếm được ở C2, chính vì vậy lên cũng bỏ qua luôn, để lấy sau khi đã hoàn thành hết mọi thứ ở C3. Sau đó thì tôi đi tiêu diệt lũ hải tặc tấn công pháo đài trên biển. Đây cũng là một nhiệm vụ để tôi có thể lấy tinh thạch ghép thanh song đao nguyền rùa. Tương tự như những con quái khác, do hiện tại tôi đã gần chạm tới giới hạn sức mạnh rồi lên bọn này cũng chỉ như mấy con muỗi. Tiêu diệt tên thuyền trưởng thì tôi vẫn chưa nhận được tinh thạch, rõ ràng là tôi đã nhận nhiệm vụ rồi. Vì thế lên tôi đã quyết định quay lại kiểm tra xem có đúng là phải tiêu diệt lũ hải tặc tấn công pháo đài không. Thì ra là vẫn còn sót một thằng ở chỗ này, bảo sao tôi không nhận được tinh thạch, tiêu diệt nó là tôi đã có thể hoàn thành rồi. Tiếp đến tôi quay trở lại C2 để nâng tộc V3 cho thiên thần, để có thể nhặt được V-up V4 thì đây là điều cực kỳ cần thiết. Và giờ là ngưỡng sức mạnh cuối cùng, thứ sức mạnh tối cao trong con game này luôn. Nhắc lại lần nữa là hiện tại tôi vẫn hỗ trợ áp tộc V4 và nhặt gear. Tuy nhiên thì khá là đông lên mọi người sẽ phải đợi hơi lâu, hoặc cũng có khi tôi sẽ không rep luôn. Lên là mọi người cứ nhắn nhiều nhiều vào để cho nó được lồi lên đầu nhé. Không biết lòi đâu ra thằng này làm tôi không up được gear đầu tiên, điểm thật sự. Lần này thì tôi đã cẩn thận hơn và cũng đẩy nhanh quá trình up lên ngưỡng cuối cùng. Hai account chỉ cần tự sát và việc cần làm bây giờ là chạy lên trên và chọn gear thôi. Có tổng cộng 5 mức gear, tuy nhiên thì tới 4 là mắc rồi. Gear cuối cùng chỉ là để đổi màu skill giữa các gear thôi. Sau mỗi lần lên gear thì tôi cần phải biến hình trong thời gian quy định để có thể lên được gear tiếp theo. Ở những cấp độ gear đầu tiên thì khá đơn giản, vì vậy mà một full moon tôi có thể up được 2 gear liên tục. Vậy là đã đạt tới ngưỡng sức mạnh cuối cùng rồi, tuy còn một thiếu một chút vật phẩm nữa, mà tôi giờ hãy theo chân tôi xem sự thay đổi của con ức phế phẩm lên siêu phẩm nào. Trẻ con sa mạc truyền tài nhau bài đồng dao. Xương rồng đơm lá đơm hoa, nước đông đầy trên cao nguyên đá, là ngày hoàng đế trở về nhà. Người Surima luôn mơ về thời khắc tái sinh của nhà vua, và cuối cùng, ngày đó đã trở thành sự thật.
Video tới đây cũng kết thúc rồi. Nhớ đấm nát nút like và đăng ký video để ủng hộ mình cũng như là được hỗ trợ Áp Tộc V4. Sửa ức sớm nhất nhé. Còn giờ thì bye bye và hẹn gặp lại.